có bốn tướng môi miệng như thế này thì ông trời định dánh vận mệnh, không sớm thì muộn cũng sẽ phát tài vượng vận. Hoan hỉ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân Tướng Học của Phong Thủy May Mắn trực thuộc công ty kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Tướng môi cũng là một trong những căn cứ quan trọng xác định tài vận và độ may mắn, vận mệnh của mỗi người. Xem tướng số nhận định nếu ai may mắn có một trong bốn kiểu môi sau, không sớm thì muộn cũng sẽ phát tài vượng vận. Và liệu bạn có đang có được những tướng môi đại quý, đại sang, hiếm người sở hữu để cả đời ăn sung mặc sướng, quyền cao chức trọng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video này nhé! Trong xem tướng mặt, đặc biệt là xem tướng môi phụ nữ và đàn ông, đôi môi được gọi là cửa xuất nạp, quản lý ẩm thực, sức khỏe, phát ngôn của mỗi người và đặc biệt có liên quan đến tài vận và số mệnh của cả hai phái. Nữ giới hoặc đàn ông nếu sở hữu một trong bốn tướng môi sau, không sớm thì muộn cũng sẽ phát tài vượng vận. Thứ nhất, tướng môi hình cánh cung. Trong nhân tướng học, kiểu môi hình cánh cung được dùng để miêu tả người có đôi môi cong và mềm mại như chiếc cung tên, màu sắc đẹp đẽ, hồng nhuận, lúc nào cũng tươi tắn dù không tô son. Người sở hữu kiểu môi này thường đa phần có nhân sinh quan tốt, trí tuệ lanh lợi hơn người, họ luôn khao khát vươn tới cuộc sống giàu sang phú quý và biết linh hoạt dùng nhiều cách để thực hiện mục đích của mình. Người nam có đôi môi hình cánh cung, nhờ vào tính tình quyết đoán, mưu trí, họ dễ tạo dựng được sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nếu may mắn kết hôn sớm và gặp được người bạn đời chung thủy hợp mệnh, hai vợ chồng sẽ có hôn nhân hạnh phúc và may mắn ấm êm. Cả hai nếu cùng chí hướng thì dự kiến sẽ càng vượng tài vượng vận. Ngoài 38 tuổi, tiền tài dư giả, chưa dám nói là ở mức phú quý giàu sang, nhưng chắc chắn giàu có hơn người. Chỉ cần làm việc thiện, tích đức và cho đi nhiều hơn là nhận lại, vợ chồng khéo léo làm ăn buôn bán, đến tuổi vãng niên, dự đoán sẽ được phúc lộc song toàn, khỏe mạnh, dẻo dai, điền sản mơ ước, tướng môi chữ tứ. Xem tướng số đặt tên cho kiểu môi này là môi chữ tứ, hình dạng của môi cũng giống hệt với tên gọi của nó. Người nữ hoặc là nam có tướng môi này, môi trên và môi dưới hình nhìn thoáng qua khá là giống hình thang, với bốn góc vát cân đối. Nhìn kỹ ta sẽ thấy khuôn miệng vuông vức, hai khóe môi khẽ nhếch lên trên. Nếu nữ giới sở hữu đôi môi này cùng với tướng mạo đoan trang, đôi môi căng mọng đầy đặn và luôn nhuận sắc hồng thì nhiều phần họ sẽ có tài lộc hơn người. Dù xuất thân trong gia đình quyền quý hay là nghèo khó thì họ cũng không mấy khi phải bận tâm đến tiền nong. Nam giới có đôi môi chữ tứ, đặc biệt phù hợp với làm kinh doanh, buôn bán. Kết hôn vừa tầm từ 25 đến 30 tuổi, chọn đúng người bạn đời, dự đoán họ sẽ vượng vận tài lộc, nhanh chóng thăng hoa, trở nên quyền quý. Hai vợ chồng khéo léo bảo ban nhau chăm chỉ làm ăn chân chính thì nhiều khả năng từ tuổi trung niên trở đi, đất đai của cải dồi dào, càng năng tu nhân tích đức thì càng dễ làm giàu. Thứ ba, tướng môi anh đào. Xem tướng số nhấn mạnh phái yếu hoặc là phái mạnh, ai có đôi môi nhỏ, lại nhọn, phần miệng và má đều hồng hào, kết hợp với phần răng trắng và đều, khi cười nói âm thanh êm ái, mắt nhìn phúc hậu, môi như ngậm hoa, thì đa phần là người sở hữu phúc tướng ít ai có được. Phụ nữ hay nam giới hễ có kiểu môi này thì trí tuệ hơn người, tài năng hiếm có, càng cho đi nhiều thì càng nhận lại gấp đôi gấp ba cả về tình cảm và tiền bạc. Nếu kết hôn muộn, họ sẽ dễ thành công viên mãn cả trong sự nghiệp và hôn nhân. Nhưng thường, nữ giới sở hữu đôi môi anh đào sẽ vượng vận đào hoa, đảm đang duyên dáng, tư duy lanh lợi, vừa vượng phu ích tử lại khéo léo làm ăn. Đa phần, khoảng ngoài 35 tuổi, người có kiểu môi anh đào sẽ phát tài vượng vận. Dự kiến qua tuổi trung niên, họ sẽ dành dụng được khối gia sản ít người có được. Với điều kiện là hai vợ chồng biết đồng cam cộng khổ, cùng chung chí hướng, tướng môi vọng nguyệt, môi ngắm trăng. Kiểu môi này trong xem tướng số gọi là môi ngắm trăng, giống như là hình trăng thượng huyền, cong cong mềm mại, sắc môi nhuận thăm, răng đều tăng tắc. Một quý tướng hiếm người có được mà nhiều chuyên gia xem tướng mặt nhận định.
Người nữ hoặc là nam giới sở hữu kiểu môi này hợp làm các nghề trong nghệ thuật, văn học, làm người của công chúng. Họ có tài năng hơn người, giỏi giang ngoại giao và biết nhìn xa trông rộng. Kết hôn với nam nữ giới hợp mệnh, dù ít tuổi hay là hơn tuổi, họ đều trở thành trụ cột trong gia đình, khéo léo, trèo lái kinh tế và cuộc sống riêng tư viên mãn. Người nữ kiểu này dự đoán sẽ dễ trở thành nữ cường nhân nhờ tài năng xuất chúng, nhưng họ cần có người đàn ông sẵn sàng làm hậu phương vững chắc cho hôn nhân. Ngược lại, nếu người nam có đôi môi quý tướng như vậy, vợ con sẽ được nhờ, vinh hoa phú quý hơn người. Gia đình không phải chịu cảnh thiếu thốn, người chồng thì cũng luôn tâm lý chăm lo cho người thân hết mực. Dự đoán, nếu vợ chồng hạnh phúc viên mãn, ngoại tứ tuần, xem tướng số tử vi phong thủy nhận định, người này sẽ gây dựng được cơ đồ vững chắc. Qua tuổi trung niên, tài sản hơn người, gia đình êm ấm, con cái phương trưởng. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, phong thủy may mắn sẽ giúp anh chị điểm mặt ra 5 trong số 12 con giáp. Khi có được những đặc điểm trên, sẽ có đường công danh sự nghiệp tốt nhất trong năm 2020. Có thể sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Đầu tiên phải kể đến đó là tuổi Sửu. Mệnh chủ tuổi Sửu năm Canh Tý có thái tuế tương trợ, sự nghiệp ổn định thăng tiến. Sự nghiệp là trọng tâm của năm, dễ dàng được quý nhân phù trợ, nhưng đừng hấp tấp ham cái thành công trước mắt, nếu không rất dễ thất bại. Vào năm Canh Tý này, đối với mệnh chủ vẫn còn đang trong vận mệnh học hành, sẽ không lý tưởng, học sinh tâm trí rối loạn, ham chơi. Cùng với đó, con đường sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu sẽ có những trắc trở nho nhỏ do hung thần thiên không gây ra, khiến cho mệnh chủ sẽ có lúc định hướng không thật sự rõ ràng, dễ bị tiểu nhân ám toán dẫn tới thất bại trong gang tấc. Về sự nghiệp năm 2020 của tuổi Sửu, Canh Kim lộ xuất thương quan, Tý Thủy tọa tứ tài trong năm, nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao. Sự thành công cũng theo đó mà tới, các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi. Vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài tài tuế năm 2020 để được bình an may mắn. Tuổi Sửu phải tập trung vào một số hạng mục nhất định mà ở đây, theo phong thủy may mắn thì là các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Để hợp tác làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình. Bạn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên thì năm Canh Tý này, tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt về tăng chức. Tuế can lộ xuất thương quan tinh, tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên. Một số ít người tuổi Sửu thì vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như là thay đổi chức vụ, vị trí làm việc mà thôi. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Con giáp thứ hai đó là tuổi Dần. Theo dõi tử vi năm 2020 của tuổi Dần năm nay có thiên ấn, chính ấn cùng trợ mệnh, học hành thi cử, lấy bằng cấp, chuyển việc, xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm cho mình. Xem vận trình tài lộc của tuổi Dần năm 2020, con giáp này có Canh Kim thiên quan tọa thái tuế chính ấn, trong năm đường tài lộc khá tốt. Mệnh chủ sẽ đạt được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ, có thể được quý nhân phù trợ để tài vận không ngừng phát triển. Quý nhân của tuổi Hổ có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc người thân lớn tuổi về phía họ ngoại. Các dự án về ẩm thực, đồ ăn uống, thủy lợi thủy sản sẽ dễ thu lợi về tay. Cuộc sống không mấy dễ dàng nhưng vẫn phải nhìn về tương lai mà sống. Năm nay tuổi Dần muốn tăng cường tài lộc và sự nghiệp của mình, hãy thỉnh ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh vào vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để chiêu mời quý nhân hóa giải thị phi, giúp kích tài lộc và sự nghiệp của tuổi Dần một bước lên mây. Tuổi Mão bước vào năm Canh Tý, tuế can Canh Kim lộ xuất chính quan, Tý Thủy tọa tại chính ấn, ấn quan tương hợp tạo điều kiện cho con giáp này phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Vậy nên, người tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế để nghênh đón các thần, hóa giải hung tinh giúp cho người tuổi Mão luôn gặp được may mắn, bình an trong cuộc sống. Bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi trên con đường học hành thi cử, ứng tuyển xin việc lấy bằng cấp chứng chỉ cũng dễ dàng hơn.
Ngoài ra thì con giáp này có thể nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực bản thân, theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều. Do thái tuế tí thủy và tuổi mão phạm phải cục diện tương hình nên trong năm cần phải chú ý trong họa có phúc, trong phúc có tiềm họa, đừng thấy rằng mình thành công mà lơ là cảnh giác. Thái tuế chợ đào hoa nên tử vi năm 2020 của tuổi mão cho thấy bản mệnh dễ tìm thấy được cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái, khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao hơn. Song nếu con giáp này đã kết hôn thì đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ, phá hoại hạnh phúc bạn đang có. Cần phải giữ vững lập trường, không bị say nắng trúng gió mà rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Theo phong thủy may mắn thì trong năm 2020 tuổi mão cần lưu ý, làm gì thì tốt nhất cũng phải tuân theo quy định, tuân theo pháp luật. Dù đó là chuyện nhỏ xảy ra bên mình thì cũng đừng vì tình cảm cá nhân hay là do chủ quan mà tặc lưỡi bỏ qua. Cần kiểm soát bản thân cho tốt, để cho dục vọng và sự tham lam lấn át hết lý trí mà mắc sai lầm thì chỉ có mất nhiều hơn là được, mà cũng không ai có thể cứu được con giáp này thoát khỏi tai ương. Vậy nên, người tuổi mão cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để chiêu mời quý thần tam hợp hóa giải hạn thái tuế và tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ, thị phi sẽ không còn, từ đó công việc hanh thông thuận lợi, giúp cho người tuổi mão tài lộc vượng tiến trọn đời. Tuổi Tỵ. Luận tử vi về sự nghiệp của tuổi Tỵ trong năm phàm tam tai, con giáp này phải đối mặt với những áp lực nhất định, mối quan hệ với cấp trên không được tốt, chẳng được tạo điều kiện phát triển đúng với khả năng của mình. Cấp trên có thể không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, nhưng có thể âm thầm để ý quan sát tuổi Tỵ. Chỉ cần con giáp này sơ suất lơ là thiếu tập trung là có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực cho con giáp này, tuy nhiên thì cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân. Bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực và quyết định vị trí trong tương lai cho bạn. Mối quan hệ với cấp trên không tốt, bản mệnh khó được trao cho cơ hội để thể hiện mình, cũng không có không gian để phát triển năng lực đúng với mong đợi. Công việc không quá mức phức tạp nhưng không có cơ hội thăng tiến khiến cho con giáp này nhụt chí, chán nản. Điều đó có thể dẫn đến hành động lơ là, sơ suất trong công việc mà hậu quả là bản mệnh sẽ bị cấp trên nghiêm khắc nhắc nhở và trách phạt. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, người tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Tuy cơ may thăng tiến không nhiều, nhưng nếu con giáp này kiên cường thì vẫn giữ được mục tiêu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng tỏ năng lực của mình thì sớm muộn cũng sẽ được đền đáp mà thôi. Đừng vì chán nản bất mãn mà buông xuôi, cũng đừng tìm cớ lách luật qua mặt cấp trên, bạn sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp. Năm 2020 này tuổi Tỵ không có cơ may thăng quan tiến chức, nhưng bản mệnh đừng vì thế mà buông xuôi, càng nhiều khó khăn thì càng phải cố gắng nhiều hơn. Hãy nắm bắt từng cơ hội dù ít ỏi để chứng minh thể hiện năng lực của mình. Hãy nỗ lực để tạo chỗ đứng vững chắc cho mình, tạo nền tảng cho những phát triển sau này. Cố gắng tuân thủ những quy định đã được đề ra, làm việc theo đúng trình tự, đừng lách luật mà gây rắc rối cho chính mình. Tuổi Tuất. Về tổng thể, vận thế của người tuổi Tuất năm 2020 không có nhiều biến động lớn, bản mệnh có thể gặp được cơ hội nhưng khó nắm bắt, phải tốn nhiều công sức, vượt qua nhiều trở ngại thì mới có thể đạt được thành công như mong muốn. Trong năm 2020, canh kim lộ xuất thực thần, cộng với thiên can địa chi tạo thành tổ hợp thực thần sinh tài, thái tuế không nhiều ảnh hưởng đến người tuổi Tuất, nên sự nghiệp của người tuổi này nói chung khá thuận lợi, đặc biệt là những bạn làm trong các lĩnh vực marketing, đầu tư, tài chính, thủy lợi. Tuy nhiên, cơ hội sẽ không tự nhiên đến với bạn mà cần phải chủ động nắm bắt. Dù trong quá trình thực hiện kế hoạch gặp phải nhiều vấp váp, thậm chí là rủi ro ngoài dự kiến, thì bản mệnh cũng không nên nản lòng bỏ cuộc. Mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế có tác dụng hóa giải các xung giác do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Bạn có thể kiên trì với mục tiêu của mình thì chắc chắn cuối năm là thời điểm bạn gặt hái được nhiều thành công. Về mặt tình cảm thì do có sao cô thần quả tú tọa thủ nên mệnh chủ gặp nhiều chuyện không như ý. Năm Canh Tí con giáp này không thuận lợi trong chuyện hôn nhân hoặc là gia ở riêng. Trong chuyện tình cảm thì nam mệnh gặp nhiều cơ hội hơn nữ mệnh, tuy nhiên nếu có tình cảm với ai thì nên là người chủ động, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc vào bất cứ hoàn cảnh nào, nếu không sẽ để cơ hội tốt đẹp trôi qua một cách vô ích.
Ngoài việc chú ý sức khỏe của bản thân, tuổi Tuất còn cần phải chú ý đến sức khỏe của người thân. Trong năm nay, gia đình dễ có người ốm đau hoặc là qua đời. Tuy nhiên thì tuổi Tuất cũng không nên lo lắng quá nhiều, bởi năm nay Thái Tuế không tạo thành cục diện tương khắc với bản mệnh. Nhiều chuyện tưởng chừng như là nguy hiểm, nhưng rồi cũng sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng. Nhìn chung, vận trình của tuổi Tuất trong năm nay vẫn còn tốt, sự nghiệp tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Hãy sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn là một cách để hóa giải những thị phi tai ách của năm. Với những người tuổi Tuất cần phải có vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo và vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất luôn sử dụng bên mình theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành. Trên đây là năm con giáp có tố chất hơn người nên sẽ mau chóng giàu có thịnh vượng. Bạn có nằm trong năm con giáp này hay không? Nếu không thì hãy cùng like, đăng ký kênh để theo dõi các chương trình tiếp theo xem có mặt con giáp mình hay không nhé. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Sa Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong